Em đi được không? Hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2019 và mình giao tiền thứ 7 trong năm. Mình hồi xin đại diện cho hội Hoa Đức cũng như gia đình chị gái ẩn dân nhà trời tờ họ tờ giao chương trình này. Và đây là số tiền 1 triệu đồng hàng tháng thì dân họ tờ cho gia đình anh họ và chị Thảo. Đây là giao cho gia đình xin cảm ơn chị đại dân và chúc cho gia đình chị vui đón hàng ngày hạnh phúc ở dưới đất. Cảm ơn hội chùa Hà Đức, cảm ơn hội chùa Yên Thái, cảm ơn chị gái ẩn danh ở Sài Gòn đã ủng hộ cho gia đình số tiền 1 triệu đồng. Cảm ơn chị.